xì dầu ấy bông bồn nữa nè xì dầu bông tình nướng chín ngay nhé ngay nhỉ bán thôi được nãy giờ anh cho nhầm con tay lại nó không có sao hết ngồi rồi ngồi được chồng nhìn tay thì động tay thì kinh nấu lần tuần mới cho anh nói trong nhà mấy cái bên này nó sẽ nấu rồi ăn bọc kem hả? Bây giờ thôi mình tập ra cái hàng để tinh tế tinh tế lại khác nhà mặt trời tại cái lại khác thì tập sắp để cho ngay ta sẽ bỏ ít rồi ta sạch màu nấu tùm hai đôi chiếc mồm sạm mồm là bây giờ chỉ lộ mấy tập thể của em tới thử nhiều mà